Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 105. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài. Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca. Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. Hãy khoe mình về danh thánh Ngài. Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài. Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Hỡi dòng dõi Abraham là kẻ tôi tớ Ngài, hỡi con cháu Jacob là kẻ Ngài chọn. Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, các dấu kỳ và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán. Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, sự đoán xét Ngài ở khắp trái đất. Ngài nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn, hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn đời, tức là giao ước Ngài đã lập với Abraham, đã thề cùng Isaac, định cho Jacob làm luật lệ và lập cho Israel làm giao ước đời đời, mà rằng: ta sẽ ban cho ngươi xứ Canaan là phần sản nghiệp các ngươi. Lúc ấy họ chỉ là một số ít người, không đông đảo và làm khách lạ trong xứ, đi từ dân này đến dân kia, từ nước này qua nước khác. Ngài không cho ai hà hiếp họ. Ngài trách các vua vì cớ họ mà rằng: đừng đụng đến kẻ chịu sức dầu ta, chớ làm hại các đấng tiên tri ta. Ngài khiến cơn đói kém giáng trong xứ và cất hết cả lương thực. Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi. Người ta cột chân người vào cùm, làm cho người bị còng xiềng, cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm, lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người. Vua sai tha Joseph, đấng cai trị các dân giải tha người. Vua lập người làm quản gia, làm quan cai trị hết thảy tài sản mình, đặng mặc ý người trói buộc quần thần và lấy sự khôn ngoan dạy dỗ các trưởng lão. Bây giờ Israel cũng vào Ai Cập, Jacob ngụ tại trong xứ Cham. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự Ngài thêm nhiều, khiến họ mạnh mẽ hơn kẻ hà hiếp họ. Đoạn Ngài đổi lòng người Ai Cập, đặng chúng nó ghét dân sự Ngài, lập mưu hại các tôi tớ Ngài. Ngài sai Môi-se tôi tớ Ngài và A-rôn mà Ngài đã chọn. Trong xứ Cham, tại giữa Ai Cập, hai người làm các dấu kỳ và phép lạ của Ngài. Ngài giáng xuống sự tối tăm và làm ra mờ mịt, còn họ không bội nghịch lời của Ngài. Ngài đổi nước chúng nó ra máu và giết chết cá của chúng nó. Đất chúng nó sanh ếch nhiều lúc nhúc, cho đến trong phòng cung thất vua cũng có. Ngài phán bèn có ruồi mòng bay đến và muỗi trong các bờ cỏ chúng nó. Thay vì mưa, Ngài giáng mưa đá và lửa ngọn trong cả xứ. Ngài cũng hại vườn nho và cây vả, bẻ gãy cây cối tại bờ cỏ chúng nó. Ngài phán bèn có châu chấu và cào cào bay đến vô số, cắn xả hết thảy cây cỏ trong xứ và phá hoại bông trái của đất chúng nó. Ngài cũng đánh giết hết thảy con đầu lòng trong xứ, tức là cả cường tráng, sanh đầu của chúng nó. Đoạn Ngài dẫn Israel ra, có cầm bạc và vàng, chẳng một ai yếu mọn trong các chi phái của Ngài. Ai Cập vui vẻ khi dân Israel đi ra, vì cơn kinh khủng bởi Israel đã giáng trên chúng nó. Ngài bủa mây ra để che chở, và ban đêm có lửa soi sáng. Chúng nó cầu xin, Ngài bèn khiến những con cuốc đến, và lấy bánh trời mà cho chúng nó ăn no nê. Ngài khai hòn đá, nước bèn phun ra, chảy ngang qua nơi khô khác nào cái sông. Vì Ngài nhớ lại lời thánh Ngài và hồi tưởng Abraham là kẻ tôi tớ Ngài. Ngài dẫn dân Ngài ra cách hớn hở, dắt kẻ Ngài chọn ra với bài hát thắng trận. Ngài ban cho họ đất của nhiều nước, họ nhận được công lao của các dân, hầu cho họ gìn giữ các luật lệ Ngài và vâng theo những luật pháp Ngài. Hallelujah. Chương 6. Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa,
Nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không, vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn, bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả. Dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt. Ngó như kẻ phỉnh dỗ nhưng là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết mà nay vẫn sống, ngó như bị sửa phạt mà không đến chịu giết, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. Hãy báo đáp chúng tôi như vậy. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình, cũng hãy mở rộng lòng anh em. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belian nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Sách thứ nhì của Samuel, chương 1. Sau khi Saul thác và David đã thắng dân Amalek trở về rồi, thì ở Siết Lát 2 ngày. Ngày thứ ba, xảy có một người ở dinh Saul trở về, quần áo rách rưới, đầu đóng bụi đến trước mặt David, sấp mình xuống đất mà lại. David hỏi người rằng: Người ở đâu đến? Thưa rằng: Tôi ở trại quân Israel thoát khỏi. David nói: Vậy việc xảy ra sao? Hãy thuật cho ta. Người thưa: Dân sự đã trốn khỏi chiến trường và có nhiều người trong họ bị ngã chết. Saul và Jonathan con trai người cũng đều chết nữa. David hỏi người trai trẻ đem tin ấy rằng: Làm sao ngươi biết Saul và con trai người đã chết? Người trai trẻ đem tin ấy thưa rằng: Tình cờ tôi đi qua núi Ginboa, thấy Saul nương trên cây giáo mình, xe và lính kỵ theo gần kịp người. Người xây lại thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa rằng: Có tôi đây. Người nói cùng tôi rằng: Ngươi là ai? Tôi thưa: Tôi là dân Amalek. Người bèn tiếp: Hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị xây sẫm nhưng hãy còn sống. Vậy tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người bại trận không còn sống được. Đoạn tôi lấy mão triều thiên trên đầu người và vòng vàng nơi cánh tay người mà đem về đây cho chúa tôi. David bèn xé quần áo mình, hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy. Kế ấy chúng để tang, khóc lóc và nhịn đói cho đến chiều tối, vì Saul, vì Jonathan con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va và vì nhà Israel, bởi chúng đã bị gươm ngã chết. David hỏi người trai trẻ đem tin này rằng: Ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng: Tôi là con trai của một người ngoại bang, tức con của một người Amalek. David nói rằng: Cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va? Huyết ngươi đổ lại trên đầu ngươi,
miệng ngươi đã làm chứng về ngươi, vì ngươi đã nói rằng, chính tôi đã giết đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Đoạn, David gọi một người trai trẻ mà nói rằng, hãy lại gần xông đánh hắn. Người ấy đánh hắn và hắn chết. Bây giờ, David làm bài A-ca này về Sao-lơ và Jonathan, con trai Sao-lơ, mà truyền dạy cho các con trẻ Giu-đa. Ấy là bài A-ca về cung, chép trong sách Kẻ Công Bình. Ôi Israel, kẻ danh vọng của ngươi đã thác trên gò nổng ngươi. Nhân sao các kẻ anh hùng này bị ngã chết? Chớ đi tuyên cáo điều đó trong gác, chớ ra truyền sự ấy trong các đường phố Ách-ca-lôn. E các con gái Philistine vui vẻ và các con gái kẻ không chịu cắt bì mừng rỡ chăng? Hỡi núi Gilboa, nguyện sương mắt và mưa chẳng sa xuống trên ngươi, và chẳng có đồng ruộng sinh sản vật dùng làm của lễ đầu mùa. Vì tại nơi đó, cái khiên của anh hùng bị nhơ nhuốc, tức là cái khiên của Sao-lơ, nó sẽ chẳng hề được sức dầu nữa. Cây cung của Jonathan chẳng hề trở về mà không dính đầy huyết kẻ chết và mỡ của người dõng sĩ. Cây gươm của Sao-lơ không hề trở về mà không vinh quang. Khi còn sống, Sao-lơ và Jonathan yêu nhau đẹp nhau, lúc chết chẳng bị lìa khỏi nhau. Hai người vốn lẹ hơn chim ưng, mạnh hơn con sư tử. Hỡi con gái Israel, hãy khóc về Sao-lơ, người đã mặc cho các ngươi áo sống màu đỏ điều xa xí, trau dồi áo sống các ngươi bằng đồ vàng. Cớ sao người dõng sĩ ngã giữa cơn trận? Nhân sao Jonathan thác trên gò nổng các ngươi? Hỡi Jonathan anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái dạ, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Cớ sao những anh hùng bị ngã xuống? Nhân sao các binh khí họ bị bẻ gãy? Chương 2. Sau điều đó, David cầu vấn Đức Giê-hô-va như vậy: tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng, hãy đi lên. David tiếp, tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp, Hebron. David đi đến đó, đem theo hai người vợ là Ahinoam ở Gitreen và Abigail, nguyên là vợ của Naban ở Cạc-mên. David cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia quyến mình mà ở trong các thành của địa phận Hebron. Những người Giu-đa đi đến đó và sức dầu cho David làm vua nhà Giu-đa. Người ta đến nói cho David rằng dân ở Gia-be đã chôn Sao-lơ. David bèn sai sứ đến cùng dân sự Gia-be trong Ga-la-át mà nói rằng: nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối cùng Sao-lơ, chúa các ngươi mà chôn người. Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhân từ và thành thực mà đối lại cùng các ngươi. Còn ta cũng sẽ làm điều thiện cho các ngươi, bởi vì các ngươi đã làm như vậy. Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra người hào kiệt, vì Sao-lơ, chúa các ngươi đã thác, và nhà Giu-đa đã sức dầu cho ta làm vua của họ. Bây giờ Abne, quan tổng binh của Sao-lơ, bắt Ích-bô-sết, con trai của Sao-lơ, mà đưa qua Mahanaim, lập người làm vua Ga-la-át, Asurit, Gitreen, Ephraim, Benjamin và cả Israel. Khi Ích-bô-sết, con trai của Sao-lơ, khởi cai trị Israel thì đã được 40 tuổi và người cai trị 2 năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo David mà thôi. Thì giờ David ở Hebron cai trị trên nhà Giu-đa là 7 năm 6 tháng. Vả Abne, con trai của Ner-ơ, và các tôi tớ của Ích-bô-sết, con trai của Sao-lơ, ở Mahanaim kéo ra đặng đi đến Gabaon. Joab, con trai của Seruya, và các tôi tớ của David cũng kéo ra. Hai bên gặp nhau tại lối hồ Gabaon, rồi bọn này ngồi ở bên này hồ và bọn khác ngồi ở bên kia. Bây giờ Abne nói cùng Joab rằng: những kẻ trai trẻ này hãy trỗi dậy và trững giỡn tại trước mặt chúng ta. Joab nói: chúng nó khá trỗi dậy. Vậy chúng nó trỗi dậy đi tới số bằng nhau, 12 người Benjamin vì Ích-bô-sết con trai Sao-lơ, và 12 người trong các tôi tớ của David.
mỗi người bèn nắm đầu kẻ cừu địch mình, đâm gươm vào hông, và thảy đều ngã chết cùng nhau. Chỗ đó bèn gọi là Đồng Gươm, ở trong Gabaôn. Trong ngày đó, có một chiến đấu rất dữ. Áp-nê và những người Israel đều bị các tôi tớ của David đánh bại. Ở đó, có ba con trai của Seruya là Joab, Abishai và Asahel. Vả, Asahel chạy lẹ làng như một con hoàng dương rừng. Người đuổi theo Áp-nê không xây qua khỏi người, hoặc về bên hữu hay là về bên tả. Vậy Áp-nê ngó lại sau và hỏi rằng: "Có phải ngươi là Asahel chăng?" Người đáp: "Phải, ấy là ta." Áp-nê nói cùng người rằng: "Hãy đi qua phía hữu hay là phía tả, xông vào một người trong bọn trai trẻ và lấy khí giới nó đi." Nhưng Asahel không muốn xây khỏi người. Áp-nê lại nói cùng Asahel rằng: "Hãy xây khỏi ta, cớ sao buộc ta phải đánh giết ngươi nằm sải xuống đất? Ví bằng giết ngươi, ta dễ nào còn dám ngó mặt Joab là anh ngươi." Bởi người không khứng lánh đi, Áp-nê bèn lấy cán giáo mình đâm người nơi bụng thấu đến sau lưng. Asahel té xuống và chết tại chỗ. Hết thảy người nào đến chỗ Asahel ngã xuống chết đều dừng lại tại đó. Joab và Abishai đuổi theo Áp-nê. Khi hai người đến gò Ama đối ngang Gia về hướng đồng vắng Gabaôn thì mặt trời đã lặn. Dân Benjamin hiệp lại cùng Áp-nê làm thành một đạo và dừng lại trên chót một gò nổng. Áp-nê bèn la lớn cùng Joab rằng: "Vậy lưỡi gươm chưa thôi hủy diệt sao? Ngươi há chẳng biết cuối cùng sẽ là khổ sao? Ngươi không truyền lệnh cho dân sự thôi đuổi theo anh em mình cho đến chừng nào?" Joab đáp rằng: "Ta chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề rằng, nếu ông chẳng có nói chi thì dân sự không thôi đuổi theo anh em mình trước khi sáng mai." Joab truyền thổi kèn, hết thảy dân sự đều dừng lại, thôi đuổi theo dân Israel và không chiến đấu nữa. Áp-nê và các kẻ theo người trọn đêm đó đi ngang qua đồng bằng, sang sông Giô-đan, trải khắp Bít-rôn, rồi đến Ma-ha-na-im. Joab cũng thôi đuổi theo Áp-nê trở về, hiệp hết thảy dân sự. Trong các đầy tớ của David thì thiếu 19 người và Asahel. Các tôi tớ của David có đánh chết 360 người trong dân Benjamin và thủ hạ của Áp-nê. Chúng đem Asahel chôn trong mộ của cha người tại Bethlehem. Đoạn Joab và các thủ hạ người đi trọn đêm, rạng đông đến Hebron. Chương 3. Nhà David và nhà Sau-lơ giao chiến nhau lâu ngày, nhưng David càng ngày càng mạnh, còn nhà Sau-lơ càng ngày càng yếu. Trong khi ở tại Hebron, David sinh nhiều con trai. Con trưởng nam là Amnon do Ahinoam ở Gitreen. Con thứ nhì là Kileab do Abigail trước làm vợ của Naban ở Cạc-mên. Con thứ ba là Absalom, mẹ người là Ma-a-ca, con gái của Thanh-mai, vua Geshur-ơ. Con thứ tư là Adonia, con trai của Hagit. Con thứ năm là Shephatia, con trai của Abitan. Và con thứ sáu là Yitream, do Ecla là vợ David. Đó là những con trai đã sinh cho David trong khi người ở tại Hebron. Trọn trong lúc nhà Sau-lơ và nhà David tranh chiến nhau thì Áp-nê binh vị nhà Sau-lơ. Vả, Sau-lơ có một vợ lẽ tên là Rít-ba, con gái của A-gia. Ít-bô-sết nói cùng Áp-nê rằng: "Cớ sao ngươi đến cùng vợ lẽ của cha ta?" Áp-nê lấy làm giận lắm về các lời của Ít-bô-sết mà nói rằng: "Tôi há là đầu chó mà hầu việc Giu-đa sao? Hiện nay tôi hết lòng phú mình cho nhà của Sau-lơ, cha vua, cho các anh em bằng hữu vua, không để cho vua phải sa vào tay của David, mà ngày nay vua lại trách tôi về lỗi phạm với người nữ này. Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề, nếu tôi chẳng vì David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng người, tức là dời nước khỏi nhà Sau-lơ qua nhà David và lập ngôi David trên Israel và trên Giu-đa, từ Đan
cho đến Beersheba. Ích-bô-sết không dám đáp một lời nào cùng Abner bởi vì sợ người. Abner sai sứ đến David đặng thay mình nói rằng: xứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập giao ước với tôi, tay tôi sẽ giúp ông đặng hiệp lại cả Israel cho ông. David đáp: phải lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều, là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi-canh, con gái của Saul đến. David bèn sai sứ giả đến Ích-bô-sết, con trai của Saul mà nói rằng: hãy trả lại Mi-canh vợ ta, mà ta đã cưới bằng sính lễ 100 dương bì Philistin. Ích-bô-sết bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng nàng là Pha-ti-ên, con trai của La-ít. Chồng nàng vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Ba-hu-rim. Đoạn Abner nói với người rằng: hãy đi trở về nhà ngươi, rồi Pha-ti-ên trở về. Abner nói cùng các trưởng lão Israel rằng: đã lâu nay các ông ao ước được David làm vua. Vậy bây giờ hãy làm đi, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng David rằng: ấy bởi David, tôi tớ ta, mà ta sẽ giải cứu dân Israel ta khỏi tay dân Philistin và khỏi tay mọi kẻ thù nghịch họ. Abner cũng nói như lời ấy cùng dân Benjamin. Đoạn người đi đến Hebron để tỏ cho David biết sự nghị định của Israel và của cả nhà Benjamin. Vậy Abner đi đến David tại Hebron, đem theo 20 người. Rồi David bày một tiệc đãi Abner cùng những kẻ đi theo người. Abner bèn nói cùng David rằng: tôi sẽ đi hội hiệp lại cả dân Israel đến cùng vua là Chúa tôi, hầu cho chúng lập giao ước với Chúa, và Chúa sẽ làm vua cho cả Israel, y như lòng Chúa ước ao. Vậy David cho Abner về, và người đi bình yên. Vả đầy tớ của David đi cùng Joab đánh quân thù nghịch trở về, có đem nhiều của giặc. Abner chẳng còn ở cùng David tại Hebron, vì David đã cho người về, và người đi bình an. Vậy Joab cùng cả đạo binh trở về, người có đem tin cho người hay rằng: Abner, con trai Ner, đã đến cùng vua, vua để cho người về, và người đi bình yên. Joab bèn đến cùng vua mà hỏi rằng: vua có làm điều chi? Kìa, Abner đã đến nhà vua, cớ sao đã cho người đi về như vậy? Vua biết Abner, con trai của Ner chứ? Người đến chỉ để gạt vua, để rình các đường đi ra đi vào của vua, và đặng biết mọi điều vua làm. Đoạn Joab lui khỏi David, sai những sứ giả theo Abner nối gót mà điệu người từ hồ chứa nước Sira về, mà không cho David hay. Khi Abner trở về Hebron, Joab đem người riêng ra trong cửa thành, dường muốn nói việc kín cùng người. Ở đó bèn đâm người trong bụng và giết đi, đặng báo thù huyết cho Asahel, em của Joab. David liền hay bèn nói rằng: ta và nước ta vô tội đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va về huyết của Abner, con trai Ner. Nguyện huyết ấy đổ lại trên đầu Joab và trên cả nhà cha người. Nguyện nhà Joab chẳng thiếu người bị bệnh bạch trược, bệnh phung, kẻ bại sụi, kẻ bị gươm ngã chết, kẻ thiếu bánh ăn. Joab và Abishai em người giết Abner là như vậy, bởi vì Abner đã giết Asahel em của hai người sau khi chiến trận tại Gabaon. David nói cùng Joab và cả dân sự theo người rằng: hãy xé áo các ngươi, thắt bao nơi lưng và than khóc Abner. Rồi David đi theo sau linh cữu. Khi chúng đã chôn Abner tại Hebron rồi, vua cất tiếng lên khóc tại mồ Abner. Cả dân sự cũng khóc. Vua làm một bài điếu Abner rằng: Abner há đáng chết như kẻ ngu dại chết sao? Tay ngươi chẳng bị trói, chân ngươi cũng chẳng mang xiềng. Ngươi ngã chết khác nào người ta ngã trước mặt kẻ sát nhân. Nghe lời này, cả dân sự đều khóc. Đoạn hết thảy đến gần xin người ăn ít miếng bánh trước khi hết ngày. Nhưng David thề rằng: nếu trước khi mặt trời lặn ta ăn một miếng bánh hay là vật chi khác, nguyện Đức Giê-hô-va phạt ta cách nặng nề.
dân sự đều để ý vào đó và lấy làm tốt lành. Chẳng có điều gì vua làm mà chúng không lấy làm tốt lành. Như vậy, trong ngày đó, dân Israel nhìn biết rằng vua chẳng can gì đến tội giết Abner con trai của Ner. Vua nói cùng các đầy tớ mình rằng: một quan trưởng, một đại nhân trong Israel đã thác ngày nay, các ngươi há chẳng biết sao? Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu, dẫu rằng ta đã chịu sức dầu lập làm vua, và những kẻ kia là các con trai của Seruya là cường bạo cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo kẻ làm ác này tùy sự ác của nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.